Nhưng các anh chị có thấy điều đặc biệt không ạ? Căn hộ studio nhưng không phải là bao quanh bởi 4 bức tường. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Big City Việt Nam. Như series khám phá căn hộ tại Big City Hồ Tùng Mậu, em Văn Anh đã show cho các anh chị căn hộ 1 phòng ngủ, căn hộ 2 phòng ngủ. Ngày hôm nay chúng ta hãy xem căn hộ studio nhé. Wow, vẫn là tràn ngập ánh sáng tự nhiên và đầy đủ tất cả các tiện nghi. Không gian bếp vẫn được sắp xếp rất là gọn gàng và đầy đủ các cái thiết bị thông minh, đầy đủ các thiết bị phụ kiện nấu trong bếp ạ. Căn hộ studio ở Big City Hồ Tùng Mậu sẽ có diện tích là 26m² nha các anh chị. Nhưng các anh chị có thấy điều đặc biệt không ạ? Căn hộ studio nhưng không phải là bao quanh bởi 4 bức tường mà được tận dụng tối đa không gian và để cho các anh chị có những cái bước di chuyển linh hoạt, có view hướng nhìn ra thành phố. Tận dụng không gian, chúng ta sẽ có một tủ đồ để đồ, tủ quần áo ở đây ạ. Màu sắc rất là trang nhã. Chúng ta hãy khám phá không gian của phòng tắm và nhà vệ sinh nhé. Một không gian tắm rất là rộng rãi với các thiết bị hiện đại. Và đây vẫn là khu vực phơi. Với lan thông minh thì chúng ta sẽ tận dụng được tối đa gió và ánh nắng để làm cho quần áo của chúng ta sau khi giặt xong sẽ khô một cách tự nhiên và không bị mùi ẩm mốc. Vậy thì các anh chị còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay với fanpage của Big City để đặt chỗ ngay cho mình một căn hộ tại Big City Hồ Tùng Mậu. Căn hộ studio nhưng lại có đầy nắng đầy gió. Căn hộ 1 phòng ngủ, căn hộ 2 phòng ngủ Big City Hồ Tùng Mậu đều có. Rất cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.